ẩn một tỷ đồng có gì đặc biệt? Hãng độ smartphone theo kiểu hàng xa xỉ caviar của Nga vừa giới thiệu các mẫu iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max được thiết kế lại mặt lưng với nhiều mẫu mã vô cùng sang chảnh. Thiết kế của caviar giúp iPhone 11 Pro loại bỏ được mồ đun hình vuông chứa cụm camera ở mặt sau mà nhiều người ví von nó giống như bếp từ. Ngoài ra, bộ vỏ mới cũng giúp máy chống sốc và màn hình được bảo vệ tối đa. iPhone 11 Pro qua tay các người thợ của caviar trở thành một biểu tượng vượt trội về độ xa xỉ và bắt mắt so với các phiên bản thông thường của táo khuyết. Trong số các phiên bản iPhone 11 Pro của Cavia, mức giá thấp nhất được giới thiệu là 4.000 đô la Mỹ, khoảng 93 triệu đồng. Còn chiếc iPhone 11 Pro Victory được bọc da cá sấu màu đen ở mặt lưng sẽ có giá hơn 12.000 đô la Mỹ. Đặc biệt, với phiên bản rát vàng và đính kim cương sẽ có giá lên tới 30.910 đô la Mỹ, khoảng 720 triệu đồng.